34 thì trong này chúng ta sẽ viết một cái interface là DAO. Interface là DAO. New một cái interface product DAO. Product DAO. Và trong cái product này chúng ta viết bốn phương thức. Bốn phương thức này đều void hết. Tại vì người ta chỉ cần yêu cầu mình là viết cơ bản thôi. Mình không cần phải viết gì nhiều hết. Cho nên mình chỉ viết void insert hết. Void insert, update, delete, select. Rồi bốn cái đối tượng của chúng ta. Và trong cái product này mình sẽ sửa lại product của mình. Chỗ này mình không có dùng bình thường nữa, mà mình sẽ implement cái product DAO. Vậy khi mà mình implement cái này thì ở đây mình phải làm gì? Insert, viết lại, update, delete và select. Mình phải viết lại. Và trong mỗi phương thức này mình chỉ làm gì? Mình chỉ print ra câu thông báo thôi. Ví dụ ok, hay nhập thành công. Này là insert nhập thành công, thay đổi thành công. Thay đổi thành công. Cái gì chọn đi ha, tìm thấy là em phải file. Rồi ok, như vậy chúng ta đã xong. Vậy bên cái này có xài không? Có cần phải viết gì không? Bên cái no, cái không thuế nè, không cần đúng không? Bây giờ ở trong cái hàm main mình sẽ gọi sp.insert, sp.update, sp.delete, sp.select. Rồi. Và xuống dòng cho cái dấu gạch để cho mình phân biệt được các sản phẩm với nhau. Chạy. Được chưa? Nhập thành công. Đó. Các sản phẩm của chúng ta đều chạy được các cái yêu cầu. Như vậy mình có 3 sản phẩm. Là mình đã dùng được interface, mình đã dùng được các cái đối tượng. Và cái câu cho thêm của thầy, câu cho thêm của thầy là các bạn dùng được đa hình và dùng được array list để quản lý sản phẩm. Đó là cho thêm. Và thầy cũng đã viết xong hết rồi. Quan trọng là lúc chấm bài thầy hỏi lại hiểu. Thầy yêu cầu làm, biết
là đây cái này trên bảng nè. Ừ, đa hình, một cái là product, một cái là không thuế product. Đó là bài làm thêm, bởi vì trong đề đâu có, trong đề làm gì có, trong đề làm gì có ở Relief, được chưa? Như vậy thì ở chỗ này phần làm thêm rất là đơn giản thôi, còn điểm cộng thêm thì sẽ do lúc chấm. Các bạn hiểu bài được chưa? Rất là đơn giản ha. Như vậy ở đây chúng ta có lab 1 bài 4.